Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, thời gian gần đây trên không gian mạng xuất hiện những bài viết có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa của một vài trí thức, đảng viên, thì ngay lập tức các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội về chính trị đã triệt để lợi dụng, tán phát nhằm phủ nhận thành quả cách mạng, nói xấu đảng và nhà nước ta. Thực chất của những chiêu thức đó như thế nào? Cuộc trò chuyện với Đại tá Phó giáo sư tiến sĩ Lê Xuân Thủy, Phó chủ nhiệm khoa chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng sẽ làm rõ thêm về vấn đề này. Xin được cảm ơn Đại tá Phó giáo sư tiến sĩ Lê Xuân Thủy đã nhận lời tham gia chương trình. Và trước hết, xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi một clip sau. Mới đây, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh đã đình chỉ sinh hoạt đảng của ông Lê Hữu Thuận, nguyên Phó Bí thư chi bộ, trưởng khoa lý luận Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, trường chính trị Trần Phú vì có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trước đó, Đảng ủy Ban giám hiệu trường chính trị Trần Phú đã ra quyết định cách tất cả các chức vụ với ông Lê Hữu Thuận. Hiện nay, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng công an tiếp tục làm việc với trường chính trị Trần Phú và ông Lê Hữu Thuận để làm rõ những sai phạm và có hướng xử lý tiếp theo. Tôi cho rằng là cái việc mà đồng chí này bị kỷ luật là tôi cho là cũng phù hợp, xứng đáng. Bởi vì đồng chí là một cái chủ nhiệm khoa lý luận, làm cái việc là tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ đảng viên ở trong tỉnh, tức là trường chính trị của tỉnh, mà lại đi coi như là lợi dụng mạng xã hội để làm những cái việc coi như là xâm phạm, tức là vi phạm. Cái đó là vi phạm pháp luật. Đấy, tức là nói xấu lãnh đạo đảng rồi là xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng, như thế là đã có biểu hiện suy thoái rồi. Như thế là suy thoái về tư tưởng chính trị rồi. Thưa Đại tá Phó giáo sư tiến sĩ Lê Xuân Thủy, phóng sự vừa rồi cũng cho thấy đảng ta đã khẳng định là có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị. Trên thực tế thì hiện nay vẫn diễn biến phức tạp. Qua nghiên cứu thì đồng chí thấy thế nào? Đúng như đồng chí nói. Từ hội nghị Trung ương 4 khóa 11 năm 2012, đảng ta đã chỉ ra là một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị và coi đây là một trong những vấn đề cấp bách. Đến đại hội 12 thì đảng ta đã chỉ rõ hơn là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên chưa được đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn nghiêm trọng và phức tạp hơn. Và cho đến nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 thì đảng ta đã chỉ rõ là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị. Và đặc biệt trong hội nghị này, đảng ta đã chỉ ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Trên thực tế thì suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, đặc biệt là bộ phận trí thức đảng viên, hiện nay vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Và như phóng sự vừa rồi nêu chỉ là một điển hình trong cái số đó. Vậy thì suy thoái về tư tưởng chính trị thường diễn ra ở đối tượng nào thưa đồng chí? Vâng. Suy thoái về tư tưởng chính trị thì diễn ra ở nhiều đối tượng. Trong đội ngũ trí thức cũng có nhiều đối tượng trí thức, có trí thức bình dân và có trí thức bậc cao, và có người do nhận thức hạn chế, nhưng có người do thiếu tu dưỡng bản lĩnh chính trị không vững vàng, lại dễ bị những cái thông tin xấu độc tác động. Có người thì do thiếu cái tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, cho nên là dẫn đến suy thoái. Điều này đại hội 8 đảng ta đã chỉ rõ là lười học tập lý luận chính trị cũng là biểu hiện của sự suy thoái. Hiện nay thì có thể nói là hơi đáng buồn, vẫn còn một số ít trí thức là có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Đặc biệt là họ ngộ nhận về mục tiêu lý tưởng cách mạng của đảng và nhân dân ta. Họ tự cho mình là cấp tiến, yêu nước, thương dân, nhưng mà lại dễ bị kẻ xấu kích động, lôi kéo, lợi dụng. Họ nói, viết và làm những điều gây hại cho cộng đồng, tổn hại lợi ích cho quốc gia dân tộc. Đặc biệt là một bộ phận thì mơ hồ về chính trị, giảm sút niềm tin đối với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thậm chí một bộ phận trí thức còn có biểu hiện cực đoan chính trị, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng, nói xấu đảng, chống phá chế độ. Thưa quý khán giả và các đồng chí, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tiến bộ xã hội phát triển.
Bất cứ một quốc gia nào muốn phồn vinh, hưng thịnh thì cũng phải đề cao vị thế, vai trò và biết khơi nguồn tiềm năng to lớn, sức mạnh dồi dào của đội ngũ trí thức. Thời gian qua, trong khi đông đảo trí thức Việt Nam luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình và có nhiều đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, thì đâu đó vẫn còn một số trí thức có những hành vi làm tổn hại đến sự nghiệp chung, gây bất lợi cho ổn định chính trị và sự đồng thuận xã hội. Trước khi đến với nội dung trao đổi tiếp theo, mời quý khán giả và các đồng chí theo dõi phóng sự sau. Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã có quan điểm nhất quán là xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh, là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. Một mặt, Đảng ta khẳng định thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của trí thức vì những mục tiêu tốt đẹp của đất nước, xã hội. Mặt khác, cũng mong muốn đội ngũ trí thức có bổn phận trước Tổ quốc và dân tộc, không ngừng phấn đấu, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Lần đầu tiên trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đã có một nghị quyết chuyên đề về xây dựng đội ngũ trí thức trong cái thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Điều đó chứng tỏ Đảng ta rất quan tâm với đội ngũ này. Do đó, đối với đội ngũ trí thức hiện nay thì theo tôi, ngoài những cái phẩm chất năng lực của họ thì phải đề cao cái đạo đức nghiên cứu, đạo đức nghề nghiệp và đặc biệt là có cái bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, sẵn sàng xả thân vì cái sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc như các cái tầng lớp trí thức cách mạng trước đây. Thời gian qua, nhân danh kẻ sĩ yêu nước, trí thức thương nòi, cá biệt đã có trí thức văn nghệ sĩ thiếu tu dưỡng rèn luyện, bị suy thoái về chính trị, tư tưởng, lợi dụng tên tuổi của mình, lợi dụng bầu không khí tự do sáng tạo, đã có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong đó, nổi lên các biểu hiện như phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện đa nguyên đa đảng, thể chế tam quyền phân lập, phát triển xã hội dân sự, nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng, nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học, nghệ thuật, cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan, thổi phồng mặt trái của xã hội, sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử. Người trí thức mà xa rời cái lợi ích của dân tộc, xa rời lợi ích của Đảng, lại bị các cái thế lực thù địch mua chuộc thì thường là có những cái phát ngôn, có những cái nghiên cứu, có những cái biểu hiện để chống lại cái lợi ích của dân tộc. Họ bị các cái thế lực bên ngoài cấu kết, hà hơi tiếp xúc để tuyên truyền những cái quan điểm sai trái thù địch, đi lại, ngược lại với cái lợi ích của Đảng, của dân tộc chúng ta. Bầu không khí tự do vừa là bệ đỡ, vừa là động lực nuôi nguồn cảm hứng và thúc đẩy tài năng sáng tạo cho trí thức. Nhưng cần hiểu, tự do ở đây không phải là tự do vô giới hạn, mà là tự do có giới hạn. Và giới hạn đó không gì khác chính là ranh giới cần thiết để phòng ngừa những lệch lạc có thể làm tổn hại đến thanh danh, uy tín của trí thức và tác động không thuận đến sự ổn định, phát triển lành mạnh của xã hội và đất nước. Trong tình hình hiện nay rất được tôn trọng, cho nên rằng là cái đội ngũ trí thức cần phải thấy được rằng điều đó, phải nhận ra được cái điều đó để mà tổ chức đóng góp, phản biện những cái quan điểm, những cái chính kiến của mình bằng các cái kênh khác nhau. Những ý kiến phản biện của các cái nhà khoa học, của giới trí thức chúng ta rất trân trọng, nhưng phải đảm bảo tính dân chủ và đặc biệt là phải đảm bảo kỷ cương, kỷ luật. Đối với trí thức và văn nghệ sĩ chân chính, không có tự do nào tuyệt đối bằng tự do tuyệt đối phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ nhân dân. Khi tâm huyết, tài năng của họ được thể hiện tự do trong tình yêu Tổ quốc, tình yêu nhân dân, tình yêu dân tộc, thì nhất định công trình, tác phẩm của trí thức, văn nghệ sĩ sẽ được xã hội công nhận và đi vào lòng công chúng. Thưa đồng chí, phóng sự vừa rồi đã đề cập đến những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của một vài trí thức. Vậy qua nghiên cứu thì đồng chí thấy những phương thức, thủ đoạn mà họ đã thực hiện để tán phát quan điểm sai trái, lệch lạc đó như thế nào? Có thể nói là thủ đoạn của họ rất là tinh vi xảo quyệt, triệt để lợi dụng cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, đặc biệt là mạng Internet, các trang mạng xã hội,
để nói, viết, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Gần đây thì có một vài trí thức, thực ra là mang danh trí thức thôi, họ là thành viên tích cực của một cái tổ chức gọi là Voice. Tổ chức này được gọi là tổ chức ngoại vi, là cánh tay nối dài của tổ chức khủng bố Việt Tân ở nước ngoài, được Việt Tân hậu thuẫn lập ra để nhằm đón cái dòng tiền đầu tư để thúc đẩy xã hội dân sự ở Việt Nam, và được xem là tổ chức phi chính phủ trung gian. Những người trong tổ chức này nhờ giỏi ngoại ngữ và viết lách, cho nên những người này được các lực lượng phản động trong nước rất là trọng dụng. Họ cấp lương, cấp học bổng, và lực lượng này trở thành cái cánh tay rất đắc lực, triển khai được rất nhiều dự án, mà cái gọi là dự án đấu tranh dân chủ trong nước. Điển hình phải kể đến đó là chiến dịch tuyên bố 258 thông qua mạng blogger Việt Nam. Họ còn tham gia các diễn đàn, các cuộc họp báo để phán xét về tình hình chính trị ở Việt Nam. Sau đó được một vài cơ quan báo chí trích đăng. Họ tung lên mạng đắc chí cho việc làm của họ và đã hình thành một cái mạng lưới phục vụ cho các chiêu trò chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Từ suy thoái về tư tưởng chính trị thì nó dẫn đến những hệ lụy khác như thế nào, thưa đồng chí? Khi xem xét vấn đề này thì cần phải dựa trên hai cách tiếp cận. Tức là tiếp cận giữa suy thoái từ nhân tố này đến nhân tố khác. Cách tiếp cận thứ hai là cách tiếp cận suy thoái theo góc độ vai trò của các chủ thể. Trước hết là cách tiếp cận thứ nhất là nó hệ lụy từ nhân tố suy thoái về tư tưởng chính trị đến suy thoái về đạo đức lối sống. Có thể nói là giữa tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của một chủ thể, của một con người, nó có mối quan hệ rất khăng khít với nhau, biến chứng với nhau. Nó phản ánh tính quy luật trong quá trình vận động phát triển của một chủ thể, của một con người. Suy thoái về tư tưởng chính trị sẽ dẫn đến suy thoái về đạo đức lối sống, và cuối cùng dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nếu như không kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, không đấu tranh kiên quyết, triệt để với nó. Vâng, thế còn hệ lụy theo cách tiếp cận thứ hai là như thế nào, thưa đồng chí? Trí thức đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị thì nó hạ thấp vị thế vai trò của trí thức đối với xã hội. Phẩm chất, năng lực, hạn chế, giảm sút giá trị nhân cách, trí thức cộng sản, gây cản trở cho việc xây dựng và nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức, giảm sút năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội. Trí thức đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị thì đánh mất niềm tin với cộng đồng xã hội, cổ suý cho những phần tử cơ hội bất mãn chính trị, gây chia rẽ quan hệ giai cấp tầng lớp, chia rẽ trong khối liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xin cảm ơn đồng chí đã chia sẻ những thông tin thiết thực. Vâng. Quý khán giả và các đồng chí thân mến, để làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình bằng phương thức thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa của các thế lực thù địch phản động, thì cán bộ, đảng viên, nhất là mỗi trí thức cần phải xây dựng cho mình bản lĩnh vững vàng, tính kiên định, sự độc lập, chủ động trong hành động trước mọi hoàn cảnh, nhất là trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống. Đó cũng là một trong những phẩm chất cần có của người trí thức, người cán bộ, đảng viên của Đảng. Và chính điều này sẽ tạo nên cách ứng xử, dĩ bất biến, ứng vạn biến để người trí thức luôn giữ được chân giá trị của mình. Đặc biệt là mỗi trí thức cần nhìn nhận và xây dựng cho mình bản lĩnh trong dòng chảy thời cuộc bằng tri thức và kinh nghiệm, trải nghiệm và cả sự nhìn nhận từ những tấm gương trí thức trong lịch sử dân tộc. Chương trình Nhận diện sự thật hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình, mời quý khán giả và các đồng chí truy cập vào trang thông tin điện tử www.qbbn.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.